hiện nay người năng lực vượt bậc đã xuất hiện. Có người năng lực đặc biệt tới nữa hả? Có người năng lực đặc biệt tới. Thông báo khẩn cấp, hiện nay người năng lực vượt bậc đã xuất hiện. Hãy xếp thông tin của người năng lực vượt bậc để nâng cấp năng lực xếp thông tin. Rồi, vậy Dream Man Việt Nam mình là phải hả giết người đó rồi, xong rồi mới chiến đấu lẫn nhau. Chứ không thì cứ đơn phương độc chiến sao giết. Nhưng mà mình đâu có biết năng lực người năng lực đặc biệt họ có quá khỏe hay là ốm hay là nhỏ con. Thì đã nói là ít nhất mình phải gặp được họ đã. Đúng. Thì mình hai quyết định là mình chiến nhau. Chứ bây giờ mình mà thiếu bớt một người thì mình sẽ càng thiệt thòi thôi. Bây giờ tôi phải tìm anh Vinh. Anh Vinh chỉ một mình anh đủ sức giữ đó lại thôi. 100% luôn. Đi. Không. Là giờ sao? Đợt cuối là Liên Minh nha. Tụi mình không xé nhau nữa đúng không? Không xé nhau nữa. Không xé. Mình cứ đi chung bây giờ. Bây giờ nè, đi gặp mọi người, ghé đợi mọi người lại. Nhưng mà để xem người đó là ai đã. Người năng lực vượt bậc thì có đi long nhông ở dưới đây không ta? Chắc chắn là phải trốn ở một chỗ nào đó bí ẩn. Ai là người năng lực đặc biệt vậy? Thông báo khẩn cấp, cửa hàng nâng cấp đã mở. Các bạn có thể sử dụng đá nâng cấp để mua các vật phẩm siêu năng lực. Cửa hàng vật phẩm ở đâu? Bây giờ là đến cửa hàng để mà có thể mua năng lực ha. Mà bây giờ mới chỉ có level 2 và chỉ có 4 viên thôi, 4,25 viên thôi. Thì có mua được nhiều không? Ê, kẻ mạnh nhất cái chú, chạy lẹ chú ơi. Tìm cửa hàng liền. Chào mừng bạn đến với cửa hàng vật phẩm. Hiện tại với số đá mà bạn đang sở hữu và cấp bậc của bạn, bạn có thể chọn lựa một trong những quyền năng ở đây. Ở đây có những quyền năng được chia theo cấp bậc hạ, trung, thượng. Với số đá mà bạn đang sở hữu, bạn có thể mua được những vật phẩm hạng trung. Hạng trung, là đây. Nhà thanh niên. Nhà thanh niên mọi người. Vừa đọc thần chú, quên hết đi, vừa đung đưa đồng hồ bỏ túi qua lại 3 lần để thôi miên xóa bỏ ký ức người vừa loại mình. Đàn Ngọc có cơ hội sống sót lại một lần nữa. Thực triệu hồi là triệu hồi những cái đồng đội khác của Ngân đúng không? Bảo vệ cho Ngân đúng không? Để Ngân sáng khéo. Hô lớn, hãy về bên ta rồi thổi nến. Thân phận khác của những người đã bị loại sẽ hiện về. Một. À. Người tàng hình sao ạ? À? Người tàng hình là vật phẩm hạng trung. Với số lượng đá của bạn thì bạn không thể mua được sản phẩm này. Ai vậy? Đôi cánh thiên thần ạ. À. Hay duyên phải không ạ? À? Dứt ra một chiếc lông vũ và hô lớn, chấp cánh bay lên để làm cho bản tên của đối phương mọc cánh trong vòng 3 phút dễ xé bản tên hơn. Lấy viên này. Ok, em mua này. Ủa, là bây giờ mình phải mang đi hả? Rồi, người ta chưa nào nó thấy mình nặng. Dreamman Việt Nam mùa 2 đã so với mùa 1, các bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ do có thêm thành viên mới nên năng lực xé bản tên của các bạn cần được rèn luyện thêm. Vì thế, tổ sản xuất đã mời đến anh Kim Jong Kook, người năng lực của Dreamman Hàn Quốc để chia sẻ phương pháp rèn luyện nhằm nâng cao năng lực chạy của các thành viên. Ai, 그죠? 저를 왜 부르셨습니까, 이렇게? 네. 런닝맨이 베트남에서까지 대인기입니다. 네, 대단합니다. 자랑스럽습니다. 네.
그래서 여쭤보고 싶었어요. 네네. 한국의 런닝맨 능력자 김종국 씨께 생각하시는 네네. 런닝맨 멤버라면 네. 꼭 갖춰야 될 능력은 뭘까요? 1순위는 아무래도 이름표 떼기죠. 예. 이름표를 잘 떼야만이 예. 아무래도 런닝맨 멤버라고 할 수가 있죠. 단순히 이제 힘만 있어서라기보다는 사실 기습 굉장히 중요하고요. 또 좋은 포지션. 이게 어디 이제 스텝들이 굉장히 많이 있기 때문에 그 사이를 이제 비집고 들어가서 몰래 굉장히 순발력을 이용한 어떤 공격도 굉장히 중요하거든요. 그래서 매복 잘 숨어 있어야 돼요. 많이들 이제 실수하고 방심하는 그런 어떤 길목과 센스죠. 잘 그 누군가가 나에게 다가온다. 빨리 파악하는 거. 예, 그런 것도 굉장히 중요합니다. 만나게 되잖아요. 네. 약간 좀 한마디 해주신다면? 글로벌한 우리 런닝맨이 사실 항상 할 때 이제 저를 좀 거쳐가셔야 됩니다. 그런 어떤 좀 놀라움과 이런 것들에 대한 어떤 이제 경험 한 번쯤 겪으시고 좀 담력도 좀 생기시고 그러면 아무래도 좀 익사이팅한 런닝맨의 매력을 좀 더 느낄 수 있으실 겁니다. 제가 오늘 확실하게 예, 그 런닝맨의 매력을 제가 느끼게 해드리겠습니다. 화이팅! 두루루루 두루뚜뚜 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 와우 아버지 와우 아버지 니가 아형 준 묵남 준 đẹp trai 아 vậy ta sao nãy giờ chưa thấy ai hết trơn hay là xạo với mình đúng không chắc xạo với mình quá bây giờ này chủ nha ê tao mồi nha là ai luôn chứ nó mà mồi hello I'm here hello phải liên minh thôi quá trời siêu năng lực mà sợ gì Giữa meeting, 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 meeting. Okay, okay. Don't kill me. Okay, okay. We meet before. Oh yeah, we met before. Yeah, yeah, yeah. Oh, concert in Vietnam. Ah, Vietnam. Oh, người quen, người quen, người quen. Ah, brother. Brother. Oh. So now we run, right? We run, so now we run, right? We don't know. We don't know. We don't know. No, 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 no. Later, later. Trời. Hả? Kìa. Hàn Trung Quốc.
sao mà xé anh được? Bây giờ còn anh, còn Vinh đâu? Đừng xé em. Mấy người này Oppa, One, xé Du. Level 2? Ok. Em phe Du. Em phe Du, em team Du. Ê, mình vô không? Mình vô không? Cơ hội nè. Đi cơ hội đi. Cơ hội, cơ hội. Đi. Cơ hội. Đi. Đi. Trường Giang. Hãy về bên ta, Trường Giang. Ô, một người xíu. Hãy về bên ta, Trường Giang. Ô, một người xíu. Em triệu hồi anh, nói lại đây giúp em, nhanh lên. Triệu hồi. Làm gì? Vô. Vô. Ok. Đây làm gì anh chết rồi. Anh chạy nhanh quá. Tôi già quá rồi các bạn à. Mr. Kim chính là nhân vật đặc biệt siêu năng lực. Các bạn phải thấy ra ngoài to đúng. À, 오랜만에 뛰니까 좋네. 이선수. Ủa nhưng mà mấy người khỏe đâu hết rồi, tự nhiên Vinh phát đâu? Hai người đó quan trọng á. Phát với Vinh đâu? Tức là bây giờ nguyên team mình đấu đợi trong một Mr. Kim á hả? Vâng. Ừ. Mà nó đợi không lại hả? Chạy nhanh quá. Không lại thì anh giờ. Chạy nhanh lắm. Ông đô lắm, ông đục một cái là hả? Anh Vinh nè, lẹ lên. Lẹ. Thấy chưa? Thôi. Thấy ổng chưa? Chưa. Trời. Bự lắm. Bự gấp đôi anh, gấp đôi anh á. Trời ơi, đẹp trai mà da đẹp mà cứ cuộn. Vô để cho ông xé cái cho sướng. Hồi nãy xé mà không chịu. Hay là bây giờ mình dùng Ngân? Bây giờ mà giữ. Em làm mỹ nhân kế được không? Không, không được. Ủa Ngọc đâu? Không biết, Ngọc đi lấy đồ xong Ngọc đi đâu có tiêu rồi. Phát đâu? Phát đang điêu chắc xong rồi, đang đi xuống. Chỉ sợ mình yếu thôi. Không sợ đối thủ mạnh. Chỉ sợ mình yếu thôi. Đi đâu đây? Có hay có gì? Chân xô min. Ồ ha ha. An ha ha nữa nào. Kim Đông Cúc. Sợ người này. Người khổng lồ. Giết toàn bộ. Ghê lắm. Ở phim trường này là quay rất là nhiều chương trình Run Man Hàn Quốc. Nay mình có cơ hội nên được làm thành viên của Run Man Việt Nam cũng rất là tự hào luôn.
Nhưng mà vẫn mơ ước là được gặp các anh chị nghệ sĩ trong Running Man Hàn Quốc. Ồ, ai vậy? Ồ, chị. Ai vậy? Phải người siêu năng lực không? Sao tối quá? Hi. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 예, 예. 저희 안 처음 나. Đây là anh người khổng lồ ở bên Việt Nam. You're very famous in Vietnam. Thank you so much. I really like you. I really like you. Ủa, em được ảnh nhờ sao? Anh có bản thân không? You wanna take off my name yeah. tag? Yeah. I can. You can? Yes. You won? Yes. Okay, I won yours too. Okay, fighting. Okay. Yeah. Nah. Oh, oh, can I see your tag yeah, okay. name? Yeah, yeah, of course. Can I see yeah. your turn back? Of course. Can I see yeah. your turn back? Oppa, 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 turn to me, turn to me, oppa, oppa. Yeah, 큰일 났다. 야, 진짜 장난 아닌데. I'm sorry. Sorry. Chỉ có đứa mình đứng dưới mình dụ ảnh ra ở dưới mình đấu thì được. Đấu cỡ 3 người. Vậy bây giờ mình tập trung hết lại mình kêu kim vô một cút xuất hiện. Bây giờ làm sao mọi người? Đi. Đi thôi. Đi, cứ qua bên kia tìm không? Anh qua bên kia tìm với em không? Mấy đứa 같이 다니고 그러니까 어쨌든 간에 빨리 뜯어야겠다. 빨리 뜯어야겠다. Camera, camera. Camera. Ha 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 ha!
Ba. Hai. Hai ba. Ok ok anh đang sao luôn anh. Ok ok anh đang sao luôn anh. Hey. Hey. I've been doing this over 11 years. So you see me? Of course. Where's everybody? You first. Yes. 굉장히 중요하고요. 굉장히 순발력을 이용한 어떤 공격도 굉장히 중요하거든요. 저 hơi nhanh quá. Tay Xuân hả? Ngọc ơi, Ngọc kêu Ngọc đi chung với mình đi cho mạnh. Nhanh quá, nhanh lắm. Sáng sao? Thấy không? Em vừa thấy xuống vừa chạy qua Huy là lượm Huy luôn á. Huy thằng kia chạy tới không? Chạy nó ngược lại á. Anh giống như anh lại à. Huy chạy lại là anh bị luôn. Là thoát vòng dây đó luôn á. Tại vì á, ở đằng này đang tấp tới Lan Ngọc, anh Giang đang tấp tới. Huy thằng kia chạy tới giống cộng kìm á không? Anh mất mạng rồi. Hello, Mr. Kim. Hi. How many lives you have? You don't have any more lives? Yeah. No more? No more. That's it? Oh, wait, moment. Uh-huh. Only me. Please. Sorry, it's my work, so. Yeah. Wow. Okay. Are you okay? Oh, okay. Now go. Just go. Okay. See you later. Bye. It was nice meeting you. Why? Why aren't we me? Không sẽ nói. Ba đứa mình nha. Anh Giang, anh nhảy vô liền trước đầu tiên nha. Ok, anh nhảy vô đầu tiên đi, xong rồi tới em với chị Ngọc. Anh Giang không chết, anh Giang sẽ không chết được. Chỉ có em với chị thôi. Thôi à. Anh không thể xé. Nhưng mà anh giữ được, anh giữ đi. Hey, come in. Be careful. Giang, lại đây Giang. Giọng nó phía sau đi rồi. Giang lại đây. Sao tao sợ quá. Anh làm gì á? Anh là hồn ma, anh đâu có chết đâu. I'm scared. Wow. Anh không có xé được. Anh giữ anh lại đi. I'm sorry. Okay.
Em vô. Em không. Người. You okay? I'm sorry. Okay. Khỏe quá hả? Sorry. You are professional. Lan Ngọc, loại. Lan Ngọc, loại. Hồi nãy nhanh lắm, khỏe lắm, không đánh lén không lại đâu. Em chỉ luồn phía sau anh, em đánh lén thì được chứ mà đánh trực diện sao lại. Nhanh, khỏe. Anh khỏe quá à. Điện thoại rồi. Anh khỏe lắm luôn á. Đi. Đi kiếm đá đi. Ủa? Ayo, mau kata. Wow. Wow. Oh. Good to see you again. Yeah, see you again. Good to see you again. You are, I think you are the superman. No, I'm not that. Anyway, it's very, I it's very honor for me to meet you here. No. Okay. Hi. Yeah. Okay. Okay. Wow. So strong. Okay. Please stop. I can fight to him. Oh He's God. So strong. Oh my God. He's so strong. Tăng trọng lực. Tăng trọng lực. Wow. Wow. Yeah, I know what wow. I know what this is. It's too heavy. Yeah. Okay, sorry. Okay. No problem. Yeah, yeah. Oh my God! Oh my God! Wow! Oh, are you okay? Oh my God! Oh my God! Wow! Oh, are you okay? Yeah! You okay? Oh, wow! This is so heavy. So man. Are you okay? He's so strong. Yeah. So man. You okay? Okay. Yeah. Thank you, it was a good fight. It's honor for me. No, thank no you. Problem. Liên Bỉnh Phát, loại. Liên Bỉnh Phát, loại. Trời ơi, bời xa cơ. Liên Bỉnh Phát, anh đi loại rồi. Vậy thì bây giờ chúng làm cách này. Chúng sẽ ngồi chỉ quan sát thôi. Thì đến khi mà anh Kim Trung Quốc mà giết được ai thì cái người cuối cùng á chúng sẽ bước ra chiến đấu. Thì sao ba? Thì anh phải hy sinh. Vô ông để cái dặn. Trời tôi chịu hồi một cái hồn ma nhát dữ vậy trời. Vừa nhát vừa yếu vừa mệt nữa. Cái vấn đề là mọi người không biết có cùng một nhịp. Phải cùng một nhịp là người ta thất thế liền. Anh hiểu không? Anh chỉ cần anh nhà vô trước hơn tụi em nửa giây thôi. Cái vấn đề mình đang thua ảnh cái gì đúng không? Mình thua cái sợ. Cái gì nữa? Anh đừng có sợ.
không sợ. Ông Hằng đây là cổ. Em có ngái em còn không sợ. Ngọt, anh thấy ngọt không? Ngọt vô luôn đó. Vô phòng đóng cửa, khóa chốt, rút chìa khóa rồi. Bây giờ em sẽ dẫn đầu mọi người đi tìm anh Kim Jong Kook nha. Bây giờ đi luôn đi. Anh Giang. Xuống, xuống, xuống. Anh Giang, anh hãy thủ ít với em một lần đi Giang. Ít nhất anh phải ôm anh lại được. Ok. Anh hiểu không? Để em đụng vô người anh cái. Ủa ông ở đâu? Ông thoát ẩn thoát hiện vậy? Cuối anh cùng. Phải giữ ảnh nha. Chứ gì nữa. Anh phải bay vô liền nha. Em tính đi, cỡ ảnh mà anh giữ em lo gì nữa. Một phát một là nắm được cái tay liền. Một phát một là anh bay ra 80 mét liền. Có, nhìn vậy chứ anh mạnh lắm. Anh cứ chừng nha, anh đứng. Anh cứ chừng nha, anh đứng. Anh như này, anh đi đâu rồi? 실수하고 방심하는 그런 어떤 길목과 그런 걸 또 이제 잘 파악을 해서 매복 잘 숨어 있어야 돼요. 안녕해, 안녕하고. 와! 와! 야, 야, 야! I'm never die. Anh vô trước đi. I'm a ghost, I'm never die. I know. Yeah, you know. Anh vô trước đi, anh nào anh đi. Nè, nè. Wait. Ây da, ây da. Dân ơi, dân ơi. Sorry. I'm so sorry. Oppa. I'm okay. Oppa. Okay. I'm okay. Không. Thúy Ngân. Loại. Thúy Ngân. Loại. Anh khỏe quá. Thank you. Okay, bye. Thank you. No, go. Okay, bye bye. Later, see you later. Rip, của em là làm to bản tên lên hả? Đúng. Khi em làm cái đó, anh nghĩ anh có thể chiến được. Nhưng mà chỉ cần cái năng lực của em á là cái bản thân ảnh to lên đúng không? Thì tất cả mọi người cùng vô là ok. Vì nếu mà để bởi vì Phát đã ảnh đeo 5 kg mà anh vẫn giết được Phát á, anh vẫn xé được Phát á, thì có nghĩa là ảnh sức của anh không ăn thua gì với ảnh hết. Thôi giờ clip, giờ cái của ông là cũng hiệu nghiệm nhất. Đó, cho nên á, Jun phải là người lao vô kiểu mà đối diện để mà cho anh dễ xé, nhưng anh sẽ kiểu mà khóa 3 người sớm, không cách nào mà anh thắng được đâu. Nhưng mà nếu mà không có bạn lên, không đứng lên thì em không xé được đâu. Thậm chí em đối diện với ổng, em rất là không xé được. Tại vì chuyện em tin đi, nếu mà cần anh chết đi thôi là... Em hiểu không? Anh mà chết đi cái, không ai không chế anh được hết trơn. Karik, lại, Karik, lại. You have any superpower? Hit me, hit me some skill. Thì có nghĩa là ảnh, sức của anh không ăn thua gì với ảnh hết. À. Người điều khiển với chân. Người điều khiển với chân. Chính chá? What? À, chính chá rồi? Ít sợ? Anh ấy, ít sợ? Cái gì? You look, my hand is so small. Hold on. Yeah, I never tried this before. Oh, really? Be careful. Yeah, okay. I can't do nothing then. All right. Okay.
Ron looks so funny, man. Be careful! All right. Be careful! All right. All right. Okay. Anh Vinh cố lên. Mẹ của em cổ vũ. Okay. 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 Thank you. I cannot breathe even. It's all over. It was nice meeting you. Thank you. Yeah, no problem. Kim Jong Kook. Yes. Do it. I can do. Bộ sưu tập Running Man Việt Nam chính thức mở bán ngày 10 tháng 10, đặt hàng ngay tại vshop.vn.